trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Như vậy là sản phẩm tô màu mình xong các bạn. Nếu bạn thấy hay và đẹp cho mình like các bạn, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Em không gọi là chuẩn chuẩn ớt, em gọi là chuẩn
Đó. Biết thì không được không biết. Em không biết đấy. Không biết. Xong, nếu các bạn thấy hay thì mình xin một lần kỳ tên. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả.